thế này. À, bây giờ cái virus, cái vi khuẩn thì vì là vi khuẩn nó sống ngoài vào, cho nó tiết ra độc tố này, nó có cái yếu tố xâm nhiều này, đó, nó có cái độc tố. Thế thì virus nó sao? Virus nó không có độc tố, nó có yếu tố xâm nhiều không thì nó không chuyển hóa. Đã đi học rồi, nó không có cái gì, nó không có cái chuyển hóa, cho nó không tiết ra những cái độc protein lên trên hệ. Nó chỉ có bộ gen, capsid và nhiều cái virus nó có qua ngoài, đúng không? Các vị đã học thì bao nhiêu được rồi. Lên bề mặt của cái vi hạt virus chúng ta có nhìn cái gai, các vị đã học rồi. Nó có những gai thì những virus cúm này, virus hạt HIV này, đó. Thì cái gai đó nó làm gì mùi gì? Nó bám dính lên bề mặt của tế bào, đó. Để nó chui vào bên trong tế bào bạch trụ. Khi vào bên trong tế bào bạch trụ thì cái bộ gen của nó thì phân tử A đây hay là phân tử G đây của một số virus, nó sẽ đi vào, nó sẽ sử dụng cái bộ máy của tế bào để làm việc theo cách của nó, đúng không? Đây. Và giống như là khi mà mình người với nhau mà người ta đến đâu để sinh con đẻ cái, nó về nhà mà nó như thế, sau đó phá nhà nó làm gì? Đó, cái virus nó gây bệnh bằng những cách như vậy, đã nhớ? Cái nhà sẽ là tế bào, sẽ là cái nhà để chứa nó tồn tại không đấy, sinh con đẻ cái nó nhân lên, thì sau đó nó làm nó phá cái nhà. Phá vỡ tế bào để nó phóng thích những cái virus của con, đó. Sau đó cái nhóm tế bào bị trùng nó bị nhiễm, bị tổn thương, nó sẽ mất chức năng, nó không còn chức năng của nó nữa. Chúng ta gây bệnh của nó như thế. Có một số tế bào, có một số virus khi nó vào bên trong á, nó sử dụng cái bộ máy của nó, nó nhân lên. Nó làm cho tế bào nó phát triển theo một cách sai lạc, theo một cái cách bất thường, đó. Ví dụ như gì? Ví dụ nó gây ung thư, nó gây tăng sức tế bào, đã nhớ. Và nó hình thành nên những cái khối u. Đây, những cái tế bào mình dùng trong các điều kiện ví dụ Epstein Barr, đó. Hay là ví dụ mà hạt sen lớn lên một, hạt sen lớn lên hai. Nó xâm nhập cái dòng bạch cầu và nó gây nên một cái dòng ung thư dòng tế bào bạch cầu, đã thấy không? Đấy, hay là ví dụ hạt người ta gọi là human papilloma virus, tức là ví dụ mà nó gây nên cái ung thư cái virus sinh dục ở phụ nữ cũng như là nam ấy. Đấy, nó làm việc theo cách đây, cái bệnh nó liên quan đến cái việc mà xâm nhập vào bên trong tế bào, nó làm phá vỡ tế bào hoặc là làm cho tế bào mất chức năng, đó. Mất chức năng thì nó phát triển theo một cách bất thường, thì đó là chủ chất hay là của cái gì, cái đủ nó khả năng với vi khuẩn, đã nhớ không? Cái này bạn chỉ đã học trong cái bài ví dụ cái hậu quả nhân lên của cái đủ bên trong tế bào. Thế bây giờ thì cơ thể vật chủ nó chống lại cái quá trình nhiễm trùng của vi sinh vật bằng cái cách như thế nào? Thế là nó có hai cái hệ thống, mà để nó loại bỏ cái vi sinh vật gây nhiễm trùng. Cái hệ thống mà nó có sẵn ở mọi cá thể từ khi mà sinh ra, cá thể sinh ra với một lớn lên như thế này, cái hệ thống miễn dịch của cá thể bây giờ thường cái bảo cảm gì mới mà lớn lên như thế này, các khoản bằng như thế này, thì yếu tố đó có thể gọi là yếu tố không đặc hiệu, người ta gọi là immune response, tức là một cái hệ thống mà người ta gọi là nó có sẵn, có sẵn ở trong cơ thể từ khi sinh ra. Tôi gọi đó là cái hệ thống không đặc hiệu. Không đặc hiệu là vì cái tác nhân nào
đi vào cơ thể nó đều bị sự chi phối, đều qua cái kiểm soát của cái này. Khi nào cũng chạy là thất bại đó. Thì cái sự lập đạo mà này xong rồi sau rồi đây vào trả lại một cái hệ thống thứ hai là cái hệ thống đặc điều. Cái hệ thống đặc điều đây là khác với cái hệ thống tên ở cái chỗ là gì, cái này nó có sẵn khi sinh cái gì mà nó chỉ có được bằng cách là có thể là chỉ qua đào luyện, qua huấn luyện thì nó có, mà còn không huấn luyện thì nó không không có. Huấn luyện do cái gì? Huấn luyện do cái gì? Do cái gì có thể là cái tiếp xúc của cái môi trường bên bên ngoài, hay là cái gì tiếp xúc của cái tính năng của cái sinh vật đấy, đúng không? Cái gì bị một lần bị thức hàng, cái một lần cái gì bị sợi thì lúc cơ thể cái gì hình thành cái gì cái kháng thể chống lại cái virus sợi, đúng không? Và từ cái kháng thể chống lại cái virus sợi đó thì lúc cái gì không bị virus sợi lần sau đó. Hoặc là nó đào lên bằng cách nhân tạo và bằng cách cái tiêm phòng vaccine, anh hiểu không? Tiêm phòng vaccine của bà cái gì đưa cái gì đi tiêm phòng, tiêm phòng vaccine. Tiền con người hiện đại thì người ta biết phòng trước là bằng cách người ta tạo ra vaccine để mà huấn luyện, à, huấn luyện tiêm vaccine để mà đào luyện những cơ thể cả kỳ chống lại những tổn thương, chống lại những virus sởi, chống lại những bài liệt, à, cái nhỏ là cả kỳ thì tiêm phòng để đến từ đấy mười tốt rồi sau này thì đưa ra rất là nhiều loại vaccine, đó, nhập rất là nhiều loại vaccine để mà chung cho trẻ em, có những loại vaccine mà theo đường chính phủ, tức là của Bộ Y tế đã nhập, đã có những loại vaccine mang lại cái học sinh, người ta tự tiêm tư bây giờ, đó, cái bộ ngày nào mà một phong bệnh cho con để được tiêm không lẽ có cái bị influenza thì cái đó là nhà nước người ta có hỗ trợ, chưa hỗ trợ, nhưng mà một số bộ ngành đó là tiêm phòng cho đứa trẻ, đó, vaccine, ebola thì được tiêm cho ra, ví dụ như thế. Thế cái này nó bảo vệ đặc điều, đó, tôi nói đến hai cái này, tôi đưa ra cái bản này để cái bản thì thấy có công từ của cái cơ thể bao giờ trong cái quá trình mà bảo vệ cơ thể thì khi bảo vệ thì cái này người ta gọi là bảo vệ cái người ta gọi là first line, à, xem như là cái bước đầu tiên trong quá trình là chống lại các nhân vi sinh vật, cái gì đó cái đó là second line và cái này là line của lần ba lần cuối cùng, à, theo một cụm từ như vậy rõ ràng như vậy. Do đó cái đạo của mình đặc điều là cái đạo của mình là chồng chào. Nó mất thời gian để nó hình thành, chứ nó không có sẵn. Anh nhớ không? Nó mất thời gian. Cái này này, nếu như bị lần đầu thì cả thì mất thời gian để phải đến 10 ngày. Đến 15 ngày cả thì mới có sẵn cảm thể, đúng không? Cả lại cái nhiệm trung xảy ra thì thông thường cái này là first line. Đây. Bây giờ, tôi nói đầu tiên đó là cái yếu tố có đặc điều. Thế cả thì thấy da và cái niêm mạc. Cái da và niêm mạc cái first line. Đây là cái rào cản rất là nhiều đối với tất cả các bản nhân thể nhiều. Cả thì có thể nhớ đấy không? Để là cả thì có thể không? Thì nó cũng thương quá mà. Tức là những cái cả thì cũng thấy được. Đó. Nó bình thường với bên khóa đây. Mình thấy năm rồi. Bây giờ cả chị yêu lòng là người nào là 24, 2 tuổi rồi, nhưng người nào mà lớn nhất có phải lòng này. Thì cả chị thấy nó bình thường quá. Thế là mình thấy được quý giá của nó như thế. Nhưng mà dừng xem cả chị làm thí nghiệm đi. Nhưng mà tôi cũng biết là cả chị đứng làm thí nghiệm. Cái cô già rồi ta làm thí nghiệm. Đó. Cả chị thường làm cái giá của mình thì nó còn thư đi. Đó. Làm rất giá đi. Tạo ra một cái rất là tính giao dựng xem qua một chuyện như là xảy ra. Đó. Ngay tức thì một
vài giờ sau là hôm sau cái chỗ này nó sẽ là cái chỗ mà nó sưng lên, các chị không chịu nó sẽ sưng lên, nó đỏ lên và nó sẽ tạo ra một cái điểm nhiễm trùng ngay thì điều đó là chắc chắn, đúng không? Nhưng mà nó toàn vậy như thế này thì không chẳng có cái gì cả, đúng không? Đấy, cái da đó nó là cái rào cản cơ học, các chị nó ngăn cản cái vi sinh vật nó đi vào cái trong mô, điều đó là chắc chắn, đúng không? Và trên da các chị thấy nó có rất là nhiều ví dụ bộ hoạt tế bào. Trên da các chị thấy cái sợi acid béo trong mồ hôi đấy, đó là một cái nó ngăn cản, chỉ có cái người sống của mình thì có cái chuyện đấy. Khi da người chết các chị thấy người chết mà họ sẽ để hai cổ tiền nô thế nào cái da mà bị hủy hoại này các chị xem đó. Đó là cái răng sống thì nó sẽ nó nguyên vẹn như thế, nó bảo vệ các thủ điều cũng có cái vi sinh vật nào nó vượt qua được không thì sao các cái acid béo cũng như là nó sẽ diệt chết các cái vi sinh vật và nó tạo nên môi trường acid ở da và ức chế bảo vệ những vi khuẩn và gây bệnh và gây nhiễm trùng. Trên da nó có quan hệ với quan sống được vì là không có da và chỉ ngay thì cái sinh vật mà sống đó nó cần thân về cái phương diện gì, về phương diện thức ăn để nó ngăn cản những cái vi sinh vật khác. À, các cái vi sinh vật khi mà nó sống đó thì ra cái thân gì anh ấy bacteriosi chính cái chất này đó là ức chế những vi khuẩn khác nó cạnh tranh vi khuẩn khác, nó cho những vi sinh vật khác nó có tiền, do đó là cái giá trị mà người nào mà dùng xà phòng rất là tiền á thì dao cái gì xem cái gì bị nóng liền đó, rất là nhiều gì nóng đây, cái gì cũng chịu vệ sinh da rất là dễ bị nóng, cái gì dùng quá mức làm cho cái viêm hóa của da. Đây tôi lại ví dụ như trên niêm mạc mắt, niêm mạc mũi, da niêm mạc nó bị tổn thương thì cái gì thì trùng ngay, và đặc biệt là cái niêm mạc nó có các chất tiết là cái đường tiết của niêm mạc, và trong đường tiết của niêm mạc cũng chứa rất là nhiều cái enzym, đó là tan tế bào, các hiểu cái nitrogen, các cái protein, đúng không? Rồi các cái IgA ngoài tiết, các cái kháng thể ngoài tiết, nó có các cái dịch, nó ức chế, nó giết chết cái vi sinh vật khi nó vào. Các chị thấy khi mà các chị bị cái hốc mũi vào mắt đó là bị cái gì vào vào mắt thì ngay tức thì cái nền mắt nó sẽ chảy rất là nhiều để nó rửa trôi đi cái vi sinh vật, và đặc biệt trong nền mắt đó các chị thấy nó rất là trong á, rất là trong, và các chị thấy cái đặc điểm sinh học của cái lòng nền mắt nó hoàn toàn khác. Thế tôi có vẻ đáp lưu hay không? Cái giọt nó bắt cái gì này không? Chả có cả đi về thì gì đấy? Cái giọt được không có bê à? Nó trống không đấy? Nhưng mà gì? Nhưng mà cái tính chất sinh học không khác. Cái giọt nó bắt nó không có kháng thể, nó không có cái enzyme, nó không có cả cái enzyme để nó có khả năng bắt hoạt cái đi lũ theo vi khuẩn, đã là trong dòng mắt của họ các thân phân như thế, các nhớ có đủ cả gì mà cho đến hiện nay thì không ai làm được gì được mắt nhân tạo, chẳng có được mắt nhân tạo thì người ta sẽ như là các cái công ty dược người ta cũng nói như thế, nhưng mà là sao người ta điều chỉnh đủ các cái thân phân sinh học đủ trong cái dòng mắt được, các nhớ
đấy, không cần gì là các người bắt chước được tự nhiên cái gì đúng không đấy. Đấy, những cái nước mắt trên tàu này qua là những cái chương trình mà rửa mắt thôi, trong đó nó có cả cái chất vào kháng khuẩn để nó bỏ kháng sinh vào đấy à, nhưng mà người ta không bao giờ vào ở được cái chế phẩm và nó hoàn toàn tương tự như là dòng mắt của người đâu. Đây tôi nói như thế để các anh nhìn thấy là những cái thành phần à, có cả cái dịch hay là tôi lại ví dụ như nó không bị dây dây chẳng hạn, thì dây dây nó phát xít thì cái hạt nó rất thấp, do đó khi mà đi qua thì cái hóa nó phải qua cái dây dây đúng không, từ khi là đến cả cái tiêu hùng thấp hơn đấy. Bây giờ tôi nói về cái second life, tức là cả các tổ chức bản quyền, các anh chị thấy cơ thể của mình, các anh chị học điện phòng rồi, cái đường vào của cái hồ hồng này, đường hô hấp và đường hóa ngay cái đường vào này, cái cơ thể của mình được bố trí ở đây chứ, cái tổ chức bản quyền. Đây là một cái tạm gác đầu tiên để nó loại bỏ tất cả các vi sinh vật, nó được đưa vào bằng đường hô hấp và đường tiêu, đường hóa, đúng không? Đây. Và đặc biệt dọc đã kỳ học về cầu rồi dọc cái cây phế quản, cái tiểu phế quản nó có những cái hạt đặc biệt rất là nhỏ, nó được bố trí dọc theo cái đường hô hấp và cũng tương tự như thế, nó dọc cái ống tiêu hóa của nó còn da nó cũng có một cái hệ thống đặc biệt, nó được bố trí dọc như thế để làm cái gì vậy các chị, để làm cái gì vậy? Đó là những cái tổ chức mà nó chỉ được cái tế bào bạch bạch cầu đúng không, để nó làm nhiệm vụ gì, nó làm nhiệm vụ cắt giá và bắt chừng và nó loại bỏ cái sinh vật khi nó vào một cái vị trí giải phóng như thế đó. Ở đây các bạn nhìn thấy một cái tổ chức của cái cơ thể nó luôn luôn có một cái hệ thống các cái tế bào nó làm nhiệm vụ bắt chừng và nó xử lý và loại bỏ cái sinh vật. Cái này các chị học cũng mua học thì học cũng học rồi, không biết là các chị cũng học được cái chân thân này. Tôi phải thấy như mô mờ nó có cái tế bào này, bao của mô mờ các chị nhá, cái tủy xương và cái máu nó có cái tế bào gì, monocyte đó, cái gan nó có cái tế bào gì, nó có phơ của gan, cái hạt bạch huyết nó có cái tế bào histiocyte của hạt bạch huyết đó, của phổi nó có tế bào gì, nó có tế bào mùi, các chị học tế bào mùi, các bạn hay là người ta nói là tế bào phế nang, à, rồi cái gì, cái tổ chức liên kết nó có cái tổ chức bào, à, da có tế bào gì, là các ngăn nắp của da, à, tế bào thần kinh trung ương nó có cái gì, nó có tế bào microglia, à, thì nhau thai nó có tế bào hopper đúng không? Đấy. Thần nó có. Rồi cái thần nó có tế bào gì? Có tế bào mang và làm điều tiết của thần. Rồi xương nó có tế bào gì? Nó có tế bào osteoclast. Hay là ung thư tiêu hóa có tế bào gì? Cái ruột non nó có tế bào gì? Người ta gọi là tế bào M. Tế bào M. Đây, nó là minifold cell. Đây, nó làm cái gì cũng bắt chìm. Đấy nhớ không? Ngoài cái tế bào bạch huyết ra, nó sẽ kẻ trong cái tim mạng á, cái tế bào M. Đấy. Thế thì bất cứ khi nào cái vi sinh vật ra vào thì cái gì thì cái tế bào của tổ chức tại chỗ này, trong thời cả cái tế bào của máu nó có cái tế bào gì, cái tế bào bạch cầu ra đi cũng tỉnh à. Nó để nó sẽ vây bắt, nó nuốt theo cách này, cái quá trình này tôi gọi là quá trình thực phẩm, là tôi đưa ra các hình dung từ đây đến tối thiểu từ bước một, bước hai nó nuốt vào bên trong, thứ tư nó đổ ra những cái túi thì ăn sinh nó tiêu hóa và nó xử lý được, cuối cùng cái
truyền hết cái khả nguyên cho những tế bào khác của cơ thể, đúng không? Cái quả thân này nó gọi là quả thân thực. À, và những cái tế bào nó tiếp ra như thế này, đó là những tế bào như thế này thôi. Tôi đã kể, nó nằm ở các cái cơ quan, các cái cấu trúc của cơ thể, nó nằm ở trong trong máu thì có cái tế bào gì? Có cái tế bào nào là neutrophil, đó. Tức là có ra nó cũng tính cái gì trong tế bào hạt đấy, đó. Và cái tế bào trong tế bào hạt thì trong lớp phổ, trong tế bào hạt thì cả cái neutrophil này, có cái gì basophil này, đúng không? Rồi có cái tế bào nữa á, acid. Rồi có tế bào gì á? Tế bào monocyte, đúng không? Monocyte. Rồi nó có cái dòng tế bào lipo thì nó khác. Dòng lipo thì nó có lipo B và có lipo protein. Thì cả đây các chị đã học rồi, đúng không? Tôi không nhắc nữa. Cái chức năng của lipo B và lipo B là khác hẳn. Đây là đây là đường viêm. Bản chất của đạo đường viêm đó là gì? Đó nhằm hạn chế và loại bỏ cái sinh vật ngay tại cái vị trí vào, đúng không? Cái này các chị đã học trong cái bài học rồi, cái giải của bài học rồi. Đấy. Thế ví dụ như trong trường hợp này tôi đưa ra cho cả chị một cái ví dụ. Thế thì khi mà cả chị đóng qua đây mang theo một vi khuẩn, thì ngay tức thì tại cái chỗ thương này nó được kích hoạt một cái hoạt động, đó là các tế bào bạch cầu nó đến tại cái chỗ viêm. À, và cái tế bào bạch cầu nó sẽ gì? Nó sẽ nuốt, bắt kiên, nó là loại bỏ vi sinh vật và hệ nhiễm trùng. Nếu tôi không nhắc lại những yếu tố kết quả diễn biến nữa, ở đây là cái gì? Nếu như mà cái vi sinh vật nó gặp sự nó kém, khi sức đề kháng tại chỗ nó mạnh, thì cái vi sinh vật nó được loại bỏ. Các nhớ không? Và cái tổn thương này nó sẽ lần đi. Cái là gì? Nó cũng chưa để cái bộ thương gì cả. Tuy nhiên, nếu như mà cái sức đề kháng tại chỗ này nó bị phá vỡ, cái độc lực của vi sinh vật đấy nó rất là mạnh. Vi sinh vật nó đi vào bên trong, nó lan tràn vào bên trong mô, thì nó đưa đến cái gì? Đưa đến cái nhiễm trùng hóa, nó lan bỏ đến những cơ quan khác của cơ thể, đúng không? Đấy, nó làm lan tràn cái quả cái nhiễm trùng này đi và làm cho cái cơ thể bạch trụ nó bị tổn thương nhiều hơn ở những các quan khác, không chỉ là lại cầu này mà còn nhiều các quan khác. Đây quả thực là một viêm bản chất của nó là như thế. Còn những kháng thể trong cái cơ thể nó còn có những kháng thể mà người ta thấy ngay từ sinh của bé nó có những kháng thể. À, cái phần này cái bộ hệ. Cái bộ thể đây đã trình học rồi đúng không? Dạ chưa. Học chưa ạ? Chưa. Cái bộ thể là một cái hệ thống protein ở trong người thân. Và thì protein này nó trong lượng phân tử nhỏ, nó có đến 9 thành phần từ C1 cho đến C9. Và nó nằm ở trạng thái không hoạt động đối với điện tử. Khi cả kỹ thì đồ cứ khi cả. Cái bộ thể này là một cái mô, nó không hoạt động. Nhưng mà đã chỉ bị tổn thương như thế này thì bộ thể nó được kích hoạt. Tổn thương như thế này thì bộ thể nó được kích hoạt. Đã hiểu không? Đây, cái bộ thể này nó bị được kích hoạt và nó kích hoạt theo kiểu di chuyển. Theo kiểu di chuyển như thế này, đã chỉ từ C, ví dụ như là kích hoạt do cái gì? Do phụ trợ miễn dịch, do cả cái cấu trúc của các thành phần. Cấu trúc của cái tế bào vi khuẩn nó kích hoạt hệ thống này, nó có cả cái hóa học, chất hóa học nó bảo quản trong cái đường thân trong mô đó. Theo ba con đường như thế này, đây là như này, từ C1 nó cái nó hoàn hóa, nó kích hoạt C4 hoàn hóa kích hoạt C2 thì nó kích hoạt trong cái đường C3 của con da. Ta nhìn cái chất này, thì cái chất trung gian cho các bạn những cái chỗ này, đây là những cái chất mà có được uống đồng tế bào bạch cầu à, nó sẽ đang đi nhiệm vụ đi nó thu bạch cầu đến tại chỗ viêm. Đây thì ra đi một cái gọi là những cái điều những cái chemical signal,
đấy tín đồ ha. Rồi tín dụng nó biến ra xếp bao hoặc khóa và cuối cùng nó tất cả ba đường này đều là đưa đến cái gì, nó tạo ra cái C5B thì và đây là một phức hợp, tức là phức hợp tấn công tế bào, tấn công tế bào nó làm cái gì, nó có đặc thù nó là một cái enzyme rất là mạnh, nó phá vỡ những cái tế bào ngoài lai, tế bào ngoài lai đặc biệt là vi khuẩn, cái gì nó chọc thủng những cái lỗ ở trên bề mặt của tế bào như thế này và làm tan kế và chiếm chế cái tế bào này, đúng không? Do đó cái tế bào ví dụ như hồng cầu là những cái vật thể mà đầu tiên ví dụ như hồng cầu vân vân, thì nó làm tan cái vật thể nha, do cái đặc thù của enzyme như thế này, đó, nó tạo ra những cái lỗ thủng ở trên màng như thế. Thế đây là cái hoạt động của bộ thể khi được lớn, khi được hoàn hóa nó làm gì? Cái gì làm tan tế bào? Nó dự phân vào cái hiện tượng oxolin hóa. Oxolin hóa là cái gì? Gì là tôi sẽ nói. Rồi nó bình dịch thúc đẩy cái hiện tượng thực bào. Thúc đẩy cái hiện tượng thực bào hóa. Nó thu cái bạch cầu ở tài cực biểu. Và cái này thì các chị học trong cái phần bình dịch tài lý. Bình dịch tài lý sóc bảo vệ. Cái hoạt động sóc bảo vệ. Và tăng kiểm cái histamine, serotonin, vân vân. Bây giờ trong máu của mình, trong thực chất bình thường nó có cái protein và đây là cái protein mà nó kích hoạt, nó sẽ hoạt hóa cái bộ thể. Anh chị, nó có thành tựu hoạt hóa cái bộ thể khi mà thành phần nó được kích động. Cái protein này được kích hoạt đầu. Rồi ngoài ra, protein này nó có thành tựu nhiệt chế. Một cái vi khuẩn, một cái vi khuẩn phát triển, vân vân, khi nó vào bên trong cái bộ cơ thể, cái này thì cái mình học rồi, cái giải phóng nó là một cái lipoprotein do cái gì tiết ra, do các tế bào cơ thể tiết ra, học chưa? Khi nào mà nhìn, học rồi. Khi tế bào bị nhiễm virus, đúng không? Khi tế bào bị nhiễm virus thì các cái nhóm tế bào cơ thể nó sẽ tiết ra một cái glycoprotein. Cái glycoprotein này nó có cái chức năng gì? Nó sẽ ức chế, nó sẽ có đặc điểm ức chế không cho cái virus xâm nhiễm vào những quần thể tế bào bình thường. Đây là một cái tế bào về tế bào, đúng không? Ví dụ, có thể ví dụ như là khi tế bào fibroblast, tế bào sơn non, chúng ta kiểm tra cái gì? Kiểm tra cái beta, cái giải phóng. Trong tế bào bạch cầu kiểm tra cái gì? Trong tế bào bạch cầu khi nó bị nhiễm trùng virus thì nó kiểm tra cái gì các chị? Xong rồi, kiểm tra cái gamma globin, gamma giải phóng. Đó, để nhằm bảo vệ cái dòng tế bào đang có sai là không bị nhiễm cái virus. Đây là một cái cơ chế mà bình thường của cơ thể. Do đó trong cái gì, trong cái công nghệ mà thuốc ấy, thuốc để người ta sản xuất ra những cái chất vi khuẩn trong đó, người ta sản xuất ra cái gì, kiến tập không, người ta lại nuôi cái gì trong tế bào mà nó được cặp với virus để nó tạo ra một cái gì, tạo ra các cái giải phóng trong từ người ta dùng cái giải phóng sai để tạo ra cái gamma trên giải phóng để mà dùng làm thuốc chống điều trị HIV, điều trị cái viêm gan C, điều trị cái viêm gan B, đúng không? Cái này chẳng có đâu, cái này thì các chị đọc là có trong cái bài về vi khuẩn học đó là sáu đấy. Bây giờ tôi nói cái cơ chế bảo vệ đặc hiệu như thế này, tôi đã nói là gì, cơ chế bảo vệ đặc hiệu thì nó phải qua huấn luyện, đúng không? Huấn luyện hoặc là gì, hoặc là do cơ thể nó tiếp xúc
với tử vi sinh vật hay là tử khám nghiệm, đúng không? Hoặc là do nhân tạo trong tiêm vaccine. Đây, tiêm vaccine. Và bao giờ cái biệt dịch và đặc hiệu thì bao giờ nó cũng hình thành theo hai cách. Khi mà một cái kháng nguyên vào cơ thể thì cơ thể nó hình thành lên cái biệt dịch đặc hiệu theo hai cái hai cánh tay. Cơ thể nó có hai cánh tay như thế này. Cánh tay bên này do cả cái gì? Do cả cái immunoglobulin biệt dịch nó tính chất đó. Và cái cánh tay bên tay trái của tay tay phải của tôi là do cái gì? Do cả cái tế bào nó làm nhiệm tôi gọi là qua trung gian thể tế bào. Cái cánh tay bên trái này do cả cái immunoglobulin nó được tạo ra, tôi gọi là cái diễn biến thể của tế bào nó hòa tan, đúng không? Hòa tan do đó nó có trong cả cái diễn biến là cả cái dịch của cơ thể trong máu này, trong dịch tạo tùy này, trong dịch mang phổi này, trong cả cái niêm mạc, trong cả cái dịch đó của cả cái niêm mạc vân vân, thì do đó tôi gọi là chủ thể là như thế, thì chủ thể là diễn biến qua không gian tế bào đó. Đây là tôi gọi tắt, tôi dùng cái hình này tôi nói là gì, cái hình này cái đạo lực. Thế thì các chị thấy cái phần trên này tôi không nói được, tức là các tế bào macrophage phải tổ chức và vân vân. Sau khi một vi sinh vật nó bắt nó để thì tế bào macrophage để nó phát triển, nó xử lý, nó trở thành những tế bào tinh diệt kháng nguyên. Anh nhìn thấy không? Ở đây những tế bào tinh diệt kháng nguyên đây nó có nhiệm vụ nó tinh diệt các hoặc nguyên qua các receptor cho tế bào lymphoma nhau hay là tế hỗ trợ. Tế bào lymphoma hỗ trợ sau khi mà nhận diện cái kháng nguyên này rồi thì nó tiết ra các cái chất người ta gọi là lymphokin. Các cái lymphokin này nó sẽ kích thích một cái một bên một cánh tay bên đây á, nó sẽ kích thích cái tế bào lymphoma B người ta gọi là T cell. Ở đây cái tế bào lymphoma T này nó nhận diện kích thích từ cái tế bào T này bắt nó sẽ tăng sinh một tí dầu, một cái clone, tôi gọi là một cái clone tế bào mà nó đặc điều cho cái này, đặc điều cho cái kháng nguyên mà nó tiếp xúc, đúng không? Để nó hình thành đấy một cái dòng tế bào gọi là plasma cell, đấy không? Cái dòng tế bào plasma cell này sau khoảng 10 đến 14 ngày thì nó có khả năng chế tạo ra cái gì? Để ra cả cái immunoglobulin, đúng không? Và cả cái immunoglobulin mình dùng nên là quay trở lại nó sẽ cắm, nó sẽ kết hợp với cái kháng nguyên, đúng không? Để mà loại bỏ cái kháng nguyên được rồi. Đó là cái miễn dịch gì? Cái miễn dịch đây là miễn dịch thực thể, thấy gì không? Các vị cùng nhớ cho tôi ở đây là có một cái dòng tế bào ở đây nó hình thành một clone. Tế bào ở đây là tế bào gì? Tế bào memory cell. Cái dòng tế bào này nó thì thôi nó tồn tại trong cơ thể rất là nhiều năm, anh chị có thể 5 đến 10 năm sau nó tồn tại như thế, cái đời sống của nó khá dài đó. Thì memory cell này đây luôn này, một cái cánh tay bên này, một cánh tay bên này sau khi là nhầm diện cái từ đây thì cái tế bào này nó hiện ra là cái cytokine với cái lymphokine, nó kích thích cái tế bào B, tế bào T thì nó, tế bào T và C4 thì nó, hoặc là tế bào gì, tế bào T mà nó chỉ với cái tế bào của nó là cái gì, CD8, đó, hay là tôi gọi là tế bào T8, đúng không? Cái tế bào T8 thì nó biến thành cái gì? Nó biến thành tế bào là tế bào lymphokine đặc trưng, thấy không? Cái tế bào lymphoma tế độc này nó sẽ có cái nhiệm vụ là gì, nó giết chết những cái vi khuẩn nó nằm bên trong tế bào, những cái vi khuẩn hay là virus nằm trong tế bào thì kháng thể nó tiến căn được, anh hiểu không? Thế thì bây giờ cái gì nó sẽ giết chết cái tế bào miễn dịch trong đây, tế bào này nó sẽ tiêu diệt,
và sau này các thì phải học trong thời gian ung thư học đó. Bây giờ người ta lại quân sự người ta đi ra người ta tạo ra những cái biệt dịch phải chống ung thư, tức là kích thích cái dòng tế bào này đó, để mà tiêu diệt tế bào ung thư người ta lại đi ra đường này đó. Ở đây nó chúng ta thấy một cái memory cell, nhưng mà cái kiểu của tế bào nó có tê đấy, hiểu không đấy. Thế tôi quay trở lại cái hình này, có một cái hiện tượng như thế này mà người ta quan sát được. Thực ra người ta quan sát từ lâu rồi, người ta thấy là khi nào bị nhiễm trùng tiếp phát thì gì, thì cơ thể của vật chủ á, người ta theo dõi kháng thể, đạt được kháng thể của bảo, thì người ta thấy là cứ 14 đến 14 ngày sau thì chúng ta thể bắt đầu có kháng thể, ta hiểu không? Đây, nghĩa là bắt một khoảng thời gian như thế này. Nhưng mà nếu như mà cái cơ thể bệnh nhân đấy mà bị nhiễm trùng một cái loại kháng nguyên tương tự như thế, nhưng mà lần thứ hai, đúng không? Thì cái khoảng thời gian này nó không còn. Ta hiểu không? Đây, nó sẽ ra từ từ như thế này. Chỉ cần một 3 ngày thôi, nó lại cảm thấy là xuất hiện rất là một cái nồng độ rất là cao. Và cái thời gian rất là nhanh, người ta bắt một cái thời gian rất là dài, người ta biết là sao như thế này, thấy chưa? Người ta quan sát như thế, người ta làm nghiệm rồi về những cái nghiệm trong người ta thấy như thế, nhưng mà người ta biết nó làm thế nào sau này, những cái năm 70, 80 thì người ta phát hiện ra là sở dĩ nó đến như thế là vì nó tồn tại một cái clone memory cell, thấy chưa? Là cái memory cell như thế này, do đó nếu như dùng trong lần sau, sau khi mà cái tế bào này, tế bào T nó nhận được tín hiệu, thì nó trực tiếp nó sẽ kích hoạt cái chồng tế bào memory cell này, và cái memory cell này nó sẽ tạo ra những tín hiệu và cái tế bào nó tăng trưởng rất là nhanh, đó, nó phát triển rất là nhanh và tăng sinh rất là nhanh và nó tạo ra một lượng rất là lớn cái gì, cái kháng thể. Do đó cái khoảng thời gian này nó sao? Không còn được. Các anh hiểu không? Nó rất là sớm. Và đây là cái nguyên lý. Và bây giờ các anh chị thấy là khi các anh chị một ngày các anh chị đi tiêm vaccine thì tiêm bảy lần ít nhất là 2 lần, ít nhất có một số vaccine mình tiêm nhắc là 3 lần. Tại sao vậy? Là vì để mà tạo ra cái kháng thể nó một cách tự nhiên, đúng không? Mình tiêm nhắc là như thế, người ta muốn tiêm nhắc là để làm cái chuyện này, để tạo ra cái kháng thể để đáp ứng rất là tự nhiên chống lại kháng thể nhiễm, đúng không? Còn mình tiêm một lần á, thì chắc là sau này các vị khi không hiểu thì các vị có thể cái chuyện này đi, thì mình chắc bảo đi, bảo đây, thì có đang tiêm lần nhưng mà khi mà tiêm 2 lần thì nó đau tốt, các chị phải làm việc cơ sở như thế này, các chị giải thích cho nó là gì, tiêm 2 lần rồi đi để nó hiệu quả tốt hơn, anh hiểu không? Nếu mình làm được thì bên này các chị biết không biết thì mà giải thích cho người ta, anh hiểu không? Rồi vì sao mà tôi phải tiêm 2 lần đấy? Đây cái hiện tượng oxolin hóa là cái hiện tượng này, tức là cái kháng nguyên kháng thể nó đến với gặp cái kháng nguyên đó, và bọc xung quanh cái kháng nguyên để mà nó làm dễ dàng cái hiện tượng chúng ta có thể bao sâu. Các chị thấy cái này các chị học kháng thể, cái phần này là phần gì, các chị cái phần cái tổ chức đây là cái gì, phần gì, cái phần Fc, đúng không? Nó còn hai cái này, cái phần này là phần nó gọi là cái AB, tức là cái phần mà chẳng với là cả nguyên. Nó còn cái phần này là cái gì? Tơ cho gì? Cho cái bào mắc của phà. Đó. Cái phần AC này, sở dĩ nó làm dễ dàng cho cái hiện tượng bào là vì nó bộc lộ ra những cái phần AC này, tức là những cái receptor cho cái tế bào bạch cầu của cái mắc của phà. Rất hiếm, nó sẽ vuốt cái vi sinh vật.
và thời gian có thể được thích. Mình dịch qua trung gian để vào, rồi do tế bào đã có cái đọc và một số cái tế bào mà đã được vào nó làm nhiều sau khi là được ngày cả họ. Tôi dùng hai cái đây để tôi nói là cuối cùng. Đây là cái quy trình mà của mình dịch thực thể. Các chị thấy nó thì nó làm oxygen hóa như thế này, nó bọc lộ những cái phần AC. Phần AC này và phần AC này chính là những cái receptor cho gì cho các cái tế bào lần vào và phải nuốt và phải tiếp nhận cái vi sinh vật, đúng không? Đây những cái phần này, đây những cái receptor này nó bọc như thế này để nó làm thúc đẩy khi hiện tượng thực vào của tế bào lần cầu. Bây giờ bên đây là miễn dịch qua không gian tế bào, hay tôi gọi là miễn dịch tế bào. Tất cả chị thấy bây giờ cái vi khuẩn hay là virus mà chui vào trong tế bào đó. Thế thì miễn dịch tế bào bảo vệ thì làm sao mà kháng thể nó tiến cách được, thế làm sao? Thế bây giờ tế bào nó cũng sẽ đồng này, nó sẽ đến nó kết hợp và cái tế bào này đồng thời nó tiến ra rất là nhiều cái protein có cái chất kháng sinh và nó sẽ phá hủy đó, nó làm phá hủy tế bào này, anh hiểu không? Nó làm tiêu cái tế bào gì trong này. Thế đây là quá trình mà đạo đúng theo kiểu miễn dịch trung gian tế bào. Sau này các bạn thấy một số cái phần miễn trùng mà cái vai trò của cái miễn dịch trung gian tế bào mà rất là quan trọng, thì như là lao này, là thân xem này, hay là miễn trùng cả cái virus mà các virus cái phần Brucella hay là phần thứ hai, thì cái vai trò miễn dịch trung gian tế bào này rất là quan trọng. Nếu như có suy miễn dịch trung gian tế bào này thì gì? Thì bạn sẽ thay đổi một cái phần nào? Hay là phần gì? HIV. Cái điều trùng HIV. Điều trùng HIV thì nó đưa đến cái gì? Cả suy miễn dịch trung gian tế bào, cả suy miễn dịch thực thể. Anh hiểu không? Do là bệnh nhân rất là dễ chết, dễ nhiễm trùng. Các cái nhiễm, các cái vi sinh vật, ví dụ như là cái dao mua rồi như thế, các chị ăn rất bình thường, không bị gì cả. Nhưng mà những người thì những người bị HIV à, họ ăn vào những cái họ ăn dao mua xong rồi họ bị tiêu chảy, trở dài cả con, đúng không? Tại vì sao? Sức đề kháng nó cũng to được, do là vì những con người thì vi sinh vật nó ít thương thôi. Nhưng bây giờ họ đã là một phát bản rồi, đúng không? Sau này các chị là từ từ các chị là đây tôi nói về những cái cảm mà rất là cơ bản của thầy có ai hỏi chi lên cái đây không? Dạ nếu dạ không nhớ lại thầy nha.